chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi các bạn ơi, thì ngày bữa nay mình đi cái chợ ha, thì mình có mua một cái đuôi bò. Đây là một cái đuôi bò. Thì cái đuôi bò này á, thường thường ở Mỹ á, thì cái đuôi bò là họ đã lột da rồi, họ không có để da nha các bạn. Đó là đồ thịt bò ở Mỹ là người ta sẽ lấy da lại hết, không có để da ha. Thì cái đuôi bò này ngày bữa nay mình sẽ hầm với loại thuốc bắc ha, tìm với loại thuốc bắc với loại 4 cây gân. Đây là 4 cây gân bò mình sẽ hầm chung với loại cái đuôi bò. Nó cái món này là hầm thuốc bắc ăn rất là bổ dưỡng nha các bạn. Nó cho những cái người mà bồi bổ sức khỏe nha. Nó ha, thì đây là cái đuôi bò với lại 4 cây gân bò. Rồi kế tiếp đó là các bạn cho mình xin là một cái củ tỏi với lại hành hương, với lại 2 cái nhánh gừng. Và còn đây là thuốc bắc ha. Thì cái thuốc bắc các bạn nhớ mua cái loại này. Nó thuốc bắc mà cái loại này nó rất là thơm ngon. Còn cái hiệu khác thì nó không có nghe cái mùi thuốc bắc nha các bạn. Nó cái loại này rất là thơm mùi thuốc bắc. Nó thì dê với lại bò thì nó là một thứ giống nhau thôi ha. Đó thì các bạn nhớ hiệu này một lần nữa ha. Loại này một trong đây là đủ hết luôn. Nó nguyên một bịch đây. Rồi ha, thì mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Đuôi bò hầm thuốc bắc với lại gân. Sẵn đây mình xin thưa với các bạn luôn nha. Thì cái đuôi bò này các bạn không có cần phải chặt, chặt ra nó cực lắm, mà các bạn phải rã khớp. Có nghĩa là các bạn lấy da các bạn chận ngay mấy cái chỗ này là tự động nó sẽ rớt ra ngay cái khớp của nó đó, chứ không cần phải là chặt nha các bạn ơi. Thì cũng như là mình có thưa với các bạn hồi nãy đó ha, là cái đuôi bò này các bạn đừng có chặt mà các bạn xả khớp. Thì các bạn xả khớp như thế này, không có cần phải chặt thì nó sẽ lòi xương ra, nó không có đúng mà mất ngon mà mất thẩm mỹ nữa. Ha, chỉ cần các bạn lấy con dao các bạn canh nó từng đoạn từng lóng nó, các bạn xuống con dao là tự động nó sẽ rớt ra từng đoạn như thế này, không cần phải chặt ha. Nó thì bây giờ mình xả rửa nước muối rồi sạch sẽ hết rồi. Nó rồi bây giờ tới một cái bước là các bạn bắt lên giùm cho mình một cái nồi nước sôi như thế này. Các bạn dặn giùm cho mình một miếng muối vô, rồi các bạn có lá chanh đó ha, các bạn để vô ha. Xong rồi các bạn cho mình vô một chút xíu rượu. Đó, một chút xíu rượu ha. Rồi xong rồi các bạn thả cái đuôi bò vô giùm cho mình nha. Đó. Là chuẩn cho nó sôi thật sự luôn, chứ không phải là chuẩn sơ sơ nha các bạn. Nấu ăn là phải cho nó thật là sạch sẽ thì nó mới thơm ngon được. Đó. Muối ha, với lại lá chanh, với lại rượu. Đó là gân bò, 4 cây gân bò. Rồi ha, các bạn cứ việc để lửa cho nó sôi hẳn lên. Ê các bạn ơi, thì bây giờ là khi mà đuôi bò với lại gân á, là mình đã luộc xong rồi mình sắc ra. Thì gân các bạn cũng sắc như thế này nha. Gân các bạn sắc ra từng đoạn như thế này ha, ngon quá bán tiêu quý vị ơi. Đó, sắc như vậy. Rồi kế tiếp đó, các bạn bắt lên giùm cho mình đó, một cái nồi nước sôi như thế này ha. Rồi các bạn bỏ vô giùm cho mình một cái nhánh gừng. Rồi ha. Kế tiếp đó, các bạn, đây là cái thuốc bắc mà trong bịch hồi nãy đó. Mình có thưa với các bạn đó ha. Các bạn để vô trong một cái tô như thế này, các bạn rửa cho nó sạch sẽ. Rửa 2-3 nước cho nó sạch sẽ cái thuốc bắc ha. Rồi xong rồi các bạn để thuốc bắc vô, các bạn hầm thuốc bắc giùm cho mình để cho nó ra thuốc. Ha. Rồi ha, các bạn để vô đi, cái mùi thuốc bắc này nó rất là thơm. Các bạn nhớ mua cái hiệu này nha, cái hiệu này rất là ngon. Rồi ha, các bạn cứ việc để lửa riu riu để cho cái thuốc bắc nó ra nha. Rồi ok các bạn ơi. Thì bây giờ đó là cái nồi mà thuốc bắc mình hầm từ hồi nãy giờ đó ha. Thì bây giờ thuốc bắc nó cũng muốn ra rồi. Ha. Thì bây giờ các bạn có thể bỏ vô giùm cho mình ha. Rồi bây giờ các bạn gấp đuôi bò với lại gân bò ha, các bạn để vô giùm cho mình. Thứ gì chịu nổi cái mùi thuốc bắc thơm phức luôn.
Rồi bây giờ sẵn đó ha, cái gân bò với đuôi bò các bạn bỏ vô xong rồi, sẵn các bạn bỏ vô dùm cho mình củ hành. Đây là cái củ hành tây, bỏ vô cho nó thơm ngon. Rồi các bạn đậy nắp lại để lửa riu riu. Đó, cho cái gân bò các bạn thì từ nãy giờ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi ha. Thì bây giờ các bạn nêm dùm cho mình một chút xíu muối với lại một cái cục đường phèn. Các bạn sử dụng đường phèn ha, cho cái nước cho nó thanh. Rồi các bạn cho một chút xíu bột nêm vô, thơm phức luôn các bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Mới có 1 tiếng đồng hồ thì cho nên bây giờ để coi thử vớt lên coi thì nó có mềm chưa, mà chắc có lẽ là chưa có mềm nổi đâu nha, là đuôi bò mà. Đó, ngon quá các bạn ơi, thơm phức luôn. Chưa có mềm nha các bạn. Nó thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ha, để lửa riu riu ha, để cho nó mềm. Ngon quá. Đuôi bò với gân ha các bạn. Rồi ok, mình sẽ chuẩn bị để thêm, để nắp lại. Ok các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là mình hầm khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ha. Thì mình nghĩ thơm phức luôn. Ui trời ơi, thơm phức luôn. Giờ vớt lên cho các bạn coi ha. Gân rồi nó nở hết trơn rồi, các bạn thấy chưa? Nó gân nó nở hết trơn rồi. Gân nó nở hết trơn rồi. Thơm phức luôn. Thì bây giờ các bạn nêm nếm cho vừa với cái khẩu vị của gia đình các bạn ha. Rồi ok, thì bây giờ nó đã chín rồi, nó đã nở hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ múc ra một cái lẩu, mình mời các bạn nha. Thứ gì chịu nổi. Thơm phức các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ cái đuôi bò nó đã nở, gân nó nở hết trơn rồi. Các bạn ơi, thì bây giờ cái món đuôi bò hầm thuốc bắc của mình nó đã xong rồi ha. Thì mình làm tới đâu mình chia sẻ với các bạn rất là tận tình và tỉ mỉ ha, từng bước một chậm rãi để cho các bạn làm cho thành công. Thì mình nghĩ cái món này nó cũng rất là dễ thôi, chứ không có khó khăn gì cái món này nó ha, chỉ có vài bước thôi là các bạn đã có được một cái nồi lẩu đuôi bò tiềm thuốc bắc ngon hết ý luôn. Cái này là nó thơm phức luôn nha các bạn, nó thơm cái mùi thuốc bắc. Thì mình đã thưa với các bạn đó ha, cái thuốc bắc đó các bạn nhớ là phải mua cái hiệu đó nó mới ngon, còn các bạn mua cái hiệu khác đó là nó không có nghe mùi thuốc bắc gì hết luôn, nó chất quất luôn. Chỉ có cái hiệu này là nó rất là ngon, mà mình xài cả chục năm nay rồi toàn là mua cái hiệu này không, nó rất là thơm ngon cái hiệu này. Nó ở trong đó là nó có để đủ hết cho mình rồi đó, thì mình xài một cái bịch đó là đã đủ rồi ha. Thì nêm nếm á thì cũng rất là dễ, các bạn nêm cho nó vừa với cái khẩu vị của gia đình các bạn thôi, nó không có cái gì là khó cái nêm cho cái món này hết. Nhưng mà các bạn nên nhớ là không có sử dụng nước mắm nha các bạn. Các bạn không có nêm nước mắm ha. Đó. Thì ở đây là thuốc bắc không có nêm nước mắm. Thì trước khi mà các bạn hầm thuốc bắc ha, các bạn rửa đuôi bò đó, bằng muối với lại rượu. Xong rồi các bạn trụng cho nó sôi hẳn lên luôn. Đó. Thì nó mới thơm ngon. Trụng xong rồi các bạn đổ ra, các bạn rửa lại nữa. Xong rồi các bạn mới tìm thuốc bắc. Rất là thơm ngon. Thì lâu lâu các bạn làm cái món này cho gia đình dùng ha, bồi bổ cha mẹ trong nhà đó.
những người lớn tuổi đó, thì các bạn nấu cái món này nó cho gia đình dùng. Thì cái món này thì các bạn dùng với loại mì nha các bạn. Nó ha, đây là mì. Các bạn trụng mì lên, nó ăn với mì. Xong rồi đây là rau quế với loại ngò gai. Ngò gai hoặc là ngò gai nha các bạn. Ăn với ngò gai rất là thơm ngon. Đuôi bò, tìm thuốc bắc sẵn mình để vô 4 cây gân bò luôn cho nó chất lượng. Đó, cái này là các bạn nêm nếm là nó vừa ăn ha. Cái này là mình đã nêm nếm nó rất là cứng rồi, không có cần phải chấm cái gì hết trơn á. Cái này là vừa luôn rồi. Nó cái này mà các bạn húp một cái là coi như tê tái luôn nha. Chạy cái đâu biết cái đó đó. Các bạn mà húp một cái rồi là nó chạy rần rần ở trong đó nha. Đó, rất là thơm ngon. Rồi ok, mình không có muốn làm mất thời gian các bạn ha. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi mình xin phép chào tạm biệt, bye bye các bạn nha.